Hello con. Cũng không hẳn vậy đâu Trịnh Văn Hồng, mình nghĩ tức là nhiều khi họ Thôi, họ họ hơi cảm tính quá. nói chung là trên cái diễn đàn này chẳng có ai chuyên môn về bóng đá cả, bỏ qua bóng đá sang bên là bởi vì tao nói mày rồi, tao kiếm gì chỗ là tao vẫn khoái đội tuyển Việt Nam mà thắng tao mới coi, thua tao mới coi, đúng không? Chứ mà trên 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 ván cờ hay trên bài bạc hay thì phải có thắng có thua thôi, cái chuyện mình chấp nhận thôi. Mình không phải là chuyên môn, mình cũng không phải là kỳ cựu huấn luyện viên, là cái thành ra là mình không có thẩm quyền, không có thẩm quyền, mình không có chuyên môn, mình không có chuyên môn mình không bàn cái đó. Mà mình không đó, ở diễn đàn này thường thường là mình nó nghiêng về vấn đề nó hơi 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 hướng chính trị một chút. Thì hồi nãy ta cho tụi mày coi cái một cái cô tên là MC Kỳ Duyên phải không? Bây giờ ta cho mày coi một cái cô, mà cái cô này nổi tiếng thế giới. Cái cô này là chuyên môn tất cả, gọi là superstar, tức là ngôi sao mà chuyên môn phụ nữ Mỹ, chuyên môn đi review tất cả những hiệu xe nổi tiếng nhất danh trên thế giới, bà nội mắc tiền nha, triệu đô một chiếc mới mới đi review rồi nha. Thì cô này có cái tên là Pilon, thì đây Người người thì người người nước ngoài hả? Người nước ngoài người hả? người nước ngoài ủa Vậy 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 bạn vậy vậy con có cần phải thay đổi hình avatar nữa không? Hay là để hình này? để hình này cho rồi, rồi bà này là con này là nổi tiếng mà. Mày đồ quá, mày làm tao cười tôi quá, mày vừa phải kỳ cục quá. Đây xe siêu sang và siêu mắc tiền, thì chuyên môn cô này review, và review muốn có tính cách là hình thức là quảng cáo. Mà cô này là bà nghe nói là 7 triệu người trên thế giới để theo dõi, nó là cũng giống như là YouTuber thôi là chưa được, tất cả những hãng xe chưa được, mà cô này đang háo hức để trai đi cái xe VinFast
rất là vinh dự, thấy chưa? Đúng rồi, không? Rất là vinh dự mà cái xe mình ra đi ra nước ngoài và sẵn sàng cô ấy nói là sau này Du Rập, Do Thái, những cái chỗ và Dubai sẽ làm những cái chuyện, những cái trạm mà sạc điện thì xe này sẽ có mặt bên đó luôn. Ghê nghe, thấy chưa? Cái điều này là mình quá hạnh phúc rồi. Mà không dễ gì để mời con nhỏ này và để mà đi review xe nghe. Dạ. Đó review là toàn là Lamborghini trở lên không mà chứ không có dưới. Đúng rồi. Triệu triệu mấy đô không mà, chứ không có dưới thôi. Mà thấy ghê gớm chưa? Bởi vậy tôi nói mày nghe đó, hạnh phúc rất là tràn trề. Hạnh phúc từ người dân trong nước cho đến những người Việt kiều mà ở hải ngoại như tao vậy cũng là hạnh phúc. Mình thấy mình mừng rỡ, con tim mình làm gì nó bùng bừng cháy ra. Mình thấy là hạnh phúc rất là tuyệt vời. Ngày hôm qua nay tao với anh Cha Phượng gọi điện thoại nhau cười với hai yếu, nói chuyện không đầu không đuôi nhưng mà cười đào lượm ra cười ngặt nghẽo. Có nghĩa là mình cảm thấy là đất nước mình đang nở hoa. Nó thẳng là tao nói một cách đơm ra vậy, tao là cọc tánh là không được nói bao nhiêu lắm mà tao nói là đơm hoa kết trái. Và ngay bây giờ cho đến ngày sau mình, con cháu mình sẽ hưởng lộc. Có nghĩa là với cái tầm nhìn quốc gia của các vị lãnh đạo ở đây, mình không khen, tao từ giờ chưa có lệnh, tao chưa thần tượng ai cả, nhưng mà họ đi đúng hướng. Mà nói thẳng là như vậy, giống như kiểu hôm qua bố con mình nói đó, chưa ai nghĩ tới cái chuyện mà đi chứa lương thực mà trữ gạo, nhưng mà ông đó nói là được phải chừa đất lại, đủ mà trồng lúa. À, thấy đúng chưa? Rồi giữ đất lại ta, yeah. Đúng rồi, thấy cái tầm nhìn của họ rất là khủng khiếp. Cho nên đất nước mình mà hiện giờ được tới ngày nay thì cũng phải công nhận là cái điều là hầu hết đa số bây giờ các vị lãnh đạo đó nói thẳng vậy. Bởi vì đất nước mình đang nở hoa, tao mừng tao vui thôi, tao cũng réo ra đâu. Tao xin lên lại lý do là tao giới thiệu con nhỏ này, tôi mới biết mặt con nhỏ này, nếu tao còn không biết, nó đã nổi tiếng trên thế giới từ lâu rồi và đi review. Mà muốn nó đi review xe là chi, là để quảng cáo cái xe của mình. Dạ. Yeah. Chứ không phải là nó thấy cái xe đẹp mà nó không phải đâu. Đâu có dễ dàng mừng mà kêu con nhỏ này đi, đâu có dễ dàng. Mà con nhỏ này tự nguyện háo hức đang chờ. Tại vì nước Mỹ chưa có ai lái cả, nó mới triển lãm mà chưa có ai. Thì chắc tôi nghĩ là người đầu tiên mà đi xe này chắc con nhỏ này. Mà con nhỏ này bước lên cái xe của mình là cái xe mình nổi tiếng thế giới luôn. Nó là một hình thức review mà vừa quảng cáo lớn lắm mà con, đâu có đơn giản đúng đâu rồi. Và khi mà nhỏ nó bước cái xe mình là cái công ty này phải trả tiền cho con nhỏ này đó, đâu có đơn giản đâu. Nó là một cái sự thỏa thuận mà mình điều đó, nhưng mà mình không ngờ là cái đó, không ngờ là cái xe mình nổi tiếng quá sớm và quá nhanh luôn, quá lẹ luôn, quá khoái người ta khoái đâu đó. Rồi xong nhiệm vụ của vụ vào xe cổ rồi đó, rồi tới chuyện gì nữa, rồi đủ thằng quỷ ba quy nó vô nữa kìa. Thôi bị tụng kinh gõ mỏ mày nữa, mày chọc mày nữa. Anh ta coi nó đọc như này. Order, tao sắp sửa gì cái năm tao ở, tao order. Tao không phải tao tiếc, nhưng mà tao mua xe cái gì vậy, mình là người Việt Nam mà tính tao là hay cần cù nữa. Chính vì đó mua là phải xài. Mà tao nhà quá trời là xe rồi, ta sắp sửa về Việt Nam tao ở rồi, thì tao mua xe tao để ở đây hử bụi hả? Thấy không, con nhỏ gái tao nó mới mua chiếc Porsche kìa, SUV 130 ngàn, mới mua đây. Đâu bây giờ nó biết vậy, hồi trước mà mình nói ra thôi mà đứa mới mua gì xong đây đó. Thì đúng rồi, để gì vậy, tao vậy đang có mua cần gì mua đấy, mệt quá quên nhỏ nhắc khéo rằng nhỏ gì đây Việt Nam mua, trời ơi dễ có gì đâu. Rồi ok, thì đó nó vậy thì có cái nào lên thì lên đi con. Tao rồi thì tao cũng bổ túc cho mày biết là cái con nhỏ này mà nó review xe thì thôi thế thôi. Tất nhiên là cái hai nhân vật cũng khá nổi tiếng, con này thì quá nổi tiếng rồi. Thì một kỳ duyên hai đoạn nhỏ này đã nói lên hết rồi cái vấn đề xe của mình rồi. Tao chưa nói vấn đề người ngoài, nhưng mà hầu như YouTube bây giờ hầu như đang rộ lên dậy sóng á, nó thì bây giờ dậy sóng á, kể cả báo nước ngoài vậy, CNN rồi các cái cũng đều lên rồi họ khen biết lỡ, không có gì cả, chỉ có thằng AQ nó đang trù dập thôi chứ không có ai, thằng này cốn nạn được. Thằng AQ bùi phải không mày AQ? Ủa má, mày đánh lại, mày ở Mỹ mày không được về đi được chi ra, thì mày mua đây chiếc đi để ủng hộ nghe không? Không biết nhưng mà tùy từ Việt Nam tao mua dễ ẹt mà, Việt Nam là chiếc xe gì đó xe bên khác không cần phải mua chạy điện, mua chạy xăng cũng được, đi Việt Nam nó rẻ chừng tỷ ngoài mua dư sức rồi phải không?
Đó, vậy ra vô thôi tư. thì ok thì Dạ. vô tư mà tao không cần mua, tụi nó chở tao đi cũng được, đâu có cần, đâu có khỏi cần mua. Ok vậy thôi, muốn đi tắm rồi. Dạ.